Thôi, quay đi, quay đi làm sao? Ok. Rồi, bây giờ nghe mày hát lại nè. Quay đều, quay đều, quay đều. Nghe nè. Mối tình ngày xưa yêu dấu. Quay đều. Coi nè, nghe nè, nghe chữ nè. Nghe. Uống hoài những vòng xe. Bây giờ mà con chỉ cần thuộc 4 câu đó thôi. Ôi hay ghê, nó đã hát rồi nó lại. Hả? Cái đó là cái thằng bữa mẹ với con đi mua đó nha. Rồi ơi, nó nghe ngọt hát. Phải đang hát theo. Rồi hát lại coi. Quay đều, quay đều. Rồi con hát đi. Con hát đi, quay đều, quay đều. Tự động chạy lại, mở cái cây piano lên luôn một chút. Quay đều. Rồi cũng đang hát bài đó, đúng rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoi Hợp Family Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay là cái buổi sáng đầu tiên của Ngọc ở Florida. Hiện tại bây giờ là cởi khừng khoảng 12 giờ trưa rồi. 10 giờ sáng hôm nay cả gia đình đó bơi các bạn. Bơi rồi, giờ bây giờ Ngọc mới vô một tắm nè. Tắm sạch sẽ thơm tho. Bây giờ cái việc đầu tiên mà Ngọc sẽ làm là Ngọc sẽ dẫn cho mọi người đi đi tham quan cái nhà của Ngọc sau vài tháng là có cái gì thay đổi. Nhưng mà trước tiên Ngọc phải thấy cái skin care của Ngọc trước đã. Đây, xức cái serum dịu hoa ngày Tây lên. Biết làm sao không? Ngọc xức cái này vô rồi sẽ xong rồi Ngọc phải xức cái chống nắng vô. Tại vì hả, không phải chỉ có Florida không, mà còn phải có cái chống nắng, đi chỗ nào cũng phải xức vô. Nhưng mà Florida thì thật sự là rất là nóng nắng. Rồi phải xức là sáng Ngọc xức này nè. Để Ngọc có giới thiệu cho các bạn rồi đó. Xong rồi thức tiếp theo là Ngọc xức cái kem truyền trắng ban ngày. Cái này nó giúp cái da mặt của mình á, ai mà không có trang điểm á, nó che khuyết điểm lại nè ha. Nó làm da mặt mình vừa dưỡng mà vừa sáng nữa, phải không? Rồi ok, bây giờ Ngọc sẽ dẫn tất cả mọi người đi tham quan cái nhà của Ngọc có gì thay đổi sau sau mấy tháng. Thứ nhất là Ngọc có dẫn các bạn đi ra cái từ đằng trước ra luôn nha. Từ đằng trước ra vô tới đằng sau luôn. Cô chú, nguyên cái nhà đằng trước đây nè. Cô chú thấy đồ chơi không? Kệ nó đi. Lâu lâu qua nhà bự để cho nó chơi cho nó đã. Mà nào giờ ở nhà chút xíu xíu cứ bài ra nó chơi, nó không gian nó không bao giờ gọn. Được cho nó ở đây chơi mà thời gian để cho nó chơi cho nó xả láng nó đi. Mở đèn lên. Ok, bây giờ lấy dép mang vô. Đó, dép mới vừa qua nên là để đèn dép còn bận rộn quá, chưa có kịp ấy gì hết với cô chú. Ok. Ok, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Một ngày mới ở Florida. Cũng đi thăm vòng vòng để cho mọi người coi lại nha. Cái cây bông bập này nè, thì bây giờ đã ra hoa rồi nè mọi người. Cái những cái hàng cây này thì cần được tỉa, cỏ đang cần được cắt. Đó, những cái thùng này thì chồng Ngọc á, anh đã gọi cái mà ở ngoài cái CD Ho đó, là CD Ho sẽ gửi cho những cái thùng mới. Bây giờ là cho mọi người. Ủa, hồi nãy Ngọc nhớ Ngọc mở cái gara lên mà ai đóng cửa gara ta? Ai đóng cửa gara rồi? Mọi người nhớ hồi đó nè, ở đây nè có cái cây không? Giờ lắp cỏ xuống rồi, giờ cây nè, giờ cỏ không nè ha, cỏ đang cần được cắt, cỏ cao quá rồi. Để Ngọc bấm mật mã vô nhà cái. Ok, nãy Ngọc tưởng Ngọc mở cửa ra rồi, ai ngờ chưa,
Ok, mở cửa ra lên nào. Trước tiên á là cho mọi người đi ra coi cái này của Ngọc trước, cái giàn cây. Cái giàn cây mà Ngọc trồng bấy nhiêu lâu nay nè. Ồ, cái kiến này là phải đem ra bỏ ngoài đường để cho người ta đem, người ta bỏ cái kiến này đi. Quay chậm chậm cho mọi người coi ha. Ok, đây là cái bồn trồng rau. Thì rau lên rất là tốt. Cái rau này là rau thơm nè các bạn nè. Rau thơm quá trời luôn nè. Rồi cái cây này cây gì thì Ngọc không biết. Cái này là không biết có rau hay là cây gì nó không biết. Rồi mà basil là cái gì đó. Húng quế nè. Húng quế quá trời ha. Rồi cái cây này nè, cảm ơn một cái cô đã đem qua tặng cho Ngọc một cái cây lá dứa. Và bây giờ trồng lên nè, hình như nó ra thì một hai cây nữa hay gì rồi đó. Lá dứa nè, tốt ghê chưa. Còn đây là cái bụi xả nè mọi người. Bụi này bụi xả. Bụi xả này thôi luôn, bụi xả gì mà gì cao dữ rồi trời. Mà thấy cái thân cũng đâu có xả xiết gì nhiều mấy đâu ta. Ấy rảnh chặt cái bụi xả này luôn. Cho nó lên cho nó cao cao, cho nó lên cho thả xả ngon ngon chút chứ xả này thấy cao không chứ không có thấy gì hết. Đó là Ngọc qua đây Ngọc muốn làm mấy cái đó đó các bạn. Giống như này nhà mình mà. Rồi bên đây là một cái bồn. Cái lá này giống y như là cái tía tô nè, giống tía tô nè. Rồi còn cái này là cái gì Ngọc cũng không biết nữa. Ở đây thằng lằn nhiều lắm các bạn. Đây thằng lằn rồi vô số kể. Còn cái này là cái gì Ngọc cũng không biết luôn nè. Cây này cây gì nè mà quá trời đây nè. Khi mà Ngọc không có ở đây các bạn thì nhà Ngọc là có người qua chăm sóc vòng này dùm cho Ngọc hết á. Rất là may mắn luôn. Rồi bây giờ kế qua đây cho mọi người coi nha. Mọi người biết cây này cây gì không? Cái cây này đó. Trời ơi hết hồn. Trời đất ơi. Good. Cái cây này nếu như mà Ngọc nhớ không lầm đó thì I have no idea. Hình như là cái cây này là cái cây cóc. Cái này là cái cây cóc các bạn. Đó. Cái này là cái cây, mấy cái hàng cây của nhà bên kia thòng qua mình, không sao hết. Rồi bây giờ tiếp tục cái bên đây nè. Đây là cái cây mít nè các bạn nè. Cây mít này thì nó hơi lâu lên. Chúng mít này phải mấy năm mới lên nè. Mới giỡn đâu. Cái bên đây là chuối nè. Chuối này thì chắc cũng chặt quá. Chứ có thấy bao giờ có trái đâu đậu đây. Thấy không? Rồi cái cây này, cái cây chanh nè. Rêu lụng lá hết trơn rồi. Rồi tiếp tục ở đây là cái cây sabuche nè các bạn. Bạn coi cây sabuche nè. Cái Ngọc phải thêm suy nghĩ thêm cái nào mà có cần bón phân, bón đồ không trong thời gian Ngọc ở đây, cái Ngọc bón phân luôn. Này. Ngọc sẽ kiếm cách làm gọn hết mấy cái này lại, mấy cái này không có cần thiết nữa đem bỏ luôn. Đó, rồi kiếm cách làm gọn đồ lại. Cái cây này là các bạn biết cây gì không? Cây này là cây bơ. Ngọc mua cây bơ. Cây bơ Ngọc mua lúc mà nó lớn lắm các bạn. Ngọc mua cái cây bơ này ngày xưa các bạn nhớ mua cái cây bơ này là 300 đô. Là có chừng 6 triệu mấy á, tiền Việt Nam mình á. Là trồng lên á, nhờ trồng lên như vậy á. Nó lớn nhanh hơn chứ mình khỏi ấy. Nhưng mà có một cái Ngọc thấy sao mà cái đất á, cái đất nó bị trũng xuống quá. Nó không có được bằng với lại cái mặt cái đất á. Không có được bằng. Cái cây này là cây nhãn nè. Cây nhãn thì đã có trái rồi nha cô chú. Cây nhãn đã có trái rồi. Đây nè, đây là những cái trái cây nhãn nè. Đó, mấy chị mà mướn nhà, thuê nhà mấy chị có ra ăn thử rồi. Mấy chị nói nhãn ngọt lắm. Đó, nó là cây nhãn. Tiếp tục là cái cây này là cây cam. Cam này thì nói chung là hồi bữa cũng có trái rồi đó. Nhưng mà cái trái nó cũng còn bị chai quá. Nên là nếu mà cô chú anh chị ai mà rành về trồng cây trồng đồ á, chỉ giùm cho Ngọc cái nha. Mẹ đây nè con. Rồi bây giờ Ngọc sẽ cho các bạn coi cái nhà lưới của Ngọc nha. Ok bây giờ cái nhà lưới đây. Các bạn thấy nhà lưới người ta xây không? Đó. Ở trong nó có, bên đây là có một cánh cửa. Bên kia có một cái cánh cửa nữa. Đây. Rồi bây giờ mình đi vô trong đây. Ở trong đây á thì có thêm hả đu đủ các bạn.
cái cây đu đủ rồi đó các bạn, không biết các bạn có nhớ không hay là Ngọc có quay hay không, có đủ có chút xíu rồi. Bây giờ lớn lên này nè. Rồi, cây bên đây nó còn tốt hơn nữa. Đu đủ bên đây còn cao hơn nữa. Cái này cỡ chừng 3 tháng nữa nó lên cao nữa là có trái là ăn ngon lành luôn ha. À, rồi bây giờ Ngọc sẽ đi ra cái đường mà đây. Đi ra cái đường này để cho các bạn coi cái nhà lưới ngoài đây nha. Ok, bây giờ mấy cái miếng sắt dụng này là cần phải bỏ nè, tại sao mấy người đó làm xong không có bỏ mấy cái này cho mình ta? Đó. Mấy sắt dụng này là Ngọc với chồng Ngọc là phải. Ủa cái trái này trái gì vậy? Trái banh hay trái gì vậy? Ủa ai chơi trái banh ở đây? À chắc mấy bạn nhỏ qua đây chơi ấy, rồi ở để trái banh nè, mấy cái này là Ngọc phải dọn hết nè. Đó, cỏ là cần được cắt rất là nhiều rồi nè, nên là bây giờ phải kêu cái công ty cắt cỏ tới rồi. Xử lý cái cỏ quá cao rồi. Rồi. Đây, bây giờ là cho các bạn coi cái nhà lưới từ ở ngoài vô. Ngọc cực kỳ thích cái kiểu nhà lưới mới này, cái kiểu nhà lưới mới này gọi là panoramic, là nó không có bị thường thường như mấy cái nhà lưới cũ á các bạn. Ngọc có thấy trong hình á là nó bị trắng ngang, trắng này trắng kia, là mình không có nhìn thấy nguyên một cái không gian, nó bị trắng ở con mắt của mình á. Ngày xưa nhà Ngọc á là cái hàng rào giống như thế này nè, là nó bay dài cho tới đằng kia luôn các bạn nhớ không? Mà bây giờ người ta làm cái nhà lưới người ta bỏ cái hàng rào đó ra luôn. Nên là từ ở trong cái hồ bơi mà nhìn ra thì thấy nguyên một cái bãi cỏ xanh các bạn. Thấy nguyên một cái bãi cỏ xanh. Cỏ rất là tốt. Cỏ là bây giờ đi kiểm tra là để nhìn thấy từng cái cỏ là thấy tốt nè. Không có một cái mảnh nào mà nó bị ấy chết nè. Đó. Các bạn thấy cỏ xanh dễ sợ không? Tốt á. Có mà nhưng mà tại vì chắc tưới nước đều đồ này kia vậy đó. Nước thì cái hệ thống nước của nó thì nó ấy rồi. Để Ngọc lại Ngọc kiểm tra. Trời ơi, con bà chay bà bơi từ sáng giờ nè. Rồi thì cái nhà lưới này đó là có cái hệ thống, à không không phải hệ thống mà hai cái cánh cửa. Cánh cửa bước bên đây vô rồi cái cánh cửa bên kia nữa. Thì người ta làm á, các bạn thấy không? Lên cho tới đây luôn, bao vòng hết nguyên cái khoảng không gian này luôn. Là mình ngồi đây chơi rất là thoải mái. À, ngồi đây chơi ăn uống rồi này kia nọ là không có sợ mũi, mà không có sợ lá cây rồi này kia rớt xuống hồ bơi. Đây. Rồi các bạn nhìn thẳng ra trực tiếp luôn, các bạn thấy không? Nhìn thẳng ra thấy nó không có bị che chắn bởi cái gì hết. Ok, xin chào mọi người. À, Ngọc bây giờ Ngọc sẽ đi vô tới cái chợ gần nhà của Ngọc để Ngọc đi mua đồ để Ngọc ở trong vòng vài ngày tới. À, xe. Chợ này thì các bạn cũng đã xem mấy lần ở trên kênh của Ngọc rồi. Coi mua gì, mua nước nè. Nói chung là mình mua những cái thứ thiết yếu mà mình ăn uống mỗi ngày á các bạn. Nước, rồi trái cây, đồ ăn. Nó có cheese dây không? Dây là nó không thể nào thiếu phô mai được cô chú ơi. Nó mà nghe cái mùi phô mai là giống như nó chảy nước miếng vậy đó cô chú. Nước trà nè, bữa Ngọc uống rồi, nước trà đủ không có ngon. Bánh mì. Đi xuống quầy trái cây trước rồi. Dưa hấu nè. Ôi, dưa hấu ăn à. Hấu này ngon. Cái chén bự, mua chén bự thì sao thấy nó buồn quá vậy. Thôi kệ, mua chén bự ăn đi. Rồi, ok. À, mua nho không? Mua cherry không? Cherry sao thấy trái nhỏ quá vậy? Cherry trái hơi nhỏ không? Cherry nhập bên Canada qua nè các bạn. Để ăn thử coi. Nhà nào giờ Ngọc chưa có ăn cherry nhập từ Canada qua. Rồi, mua chuối. Mua táo đi, mua táo cho chay đi. Cái táo thì thật sự mà nhiều lúc mà ăn táo cũng ấy lắm, biết sao không biết chọn loại nào hết. Chứ không có gì vậy đó, nhiều quá trời nhiều loại luôn. Cái này là 80.000 nửa ký này, mà cái nào mà giòn giòn mà ngọt ngọt á ăn chay nó mới ăn.
mua 1-2 trái đồ cho nó thôi hả? Mua đại đi ha, không có biết mua táo nào hết. Này cho đại 2 trái này đi, mua 7 mấy trái chanh để có về có về có ăn uống gì thôi thì mình chanh vô phải không? Chanh này sao thấy nó cứng nhắc à, không có thấy không có nước gì hết. Thôi mua chanh này đi, chanh vàng để thấy nhiều nước hơn. Chanh này nhìn cái trái này các bạn nè, không biết ai mua trái này không không có nước luôn. Một trái chanh như vậy á, là cỡ chừng khoảng 15 cho tới 20 ngàn một trái chanh các bạn. Mắc dễ sợ không? Ồ, có mít nè, mít này ngon lắm nè, cái chợ này bán mít rất là ngon. Để kiếm chiếc mít nhỏ nhỏ thôi. Rồi mà về mà tự Ngọc xẻ mít ra chắc không một cái công trình luôn á, chứ không phải giỡn đâu đó. Nhiều quá, rẻ lắm. Một cái trái mít này chắc Ngọc nó chắc cỡ chừng 230 ngàn trái mà ngon lắm. Mít ở Florida á. Về mà sần xẻ ra rồi đem dục rồi còn ấy nữa thì cái rít tay rồi này kia đó. Bởi vậy thấy trong đây có trái mít nhỏ nhỏ nè, trong đây có trái nhỏ nè, đó trái nhỏ này được rồi, trái nhỏ này có lý nè, ok trái này được. Trái mít ăn ok. Đây coi còn cái gì uống không, sữa mua đồ đi về uống cà phê. Mua về uống cà phê rồi có mua rau củ gì đâu ta. Có tính nấu ăn gì không ta? Chắc cũng phải nấu ăn chứ. Mà chưa biết ăn món gì nữa các bạn ơi. Bơ nè. Bơ ở đây nè. Ôi giời các bạn thấy không? Hai đồng. Hai trái 5 đô, hai trái bơ là 5 đô la. Trời đất ơi. Hai trái bơ này là 5 đô la, trái bơ. Bự khủng bố luôn. Ngọc cứ nói để Ngọc ăn trái bơ này hoài mà Ngọc chưa có ăn. Thôi chiến này là ăn cho ăn chăn bơ như chưa, ăn mua hai trái thôi coi. Hôm nay không biết lựa làm sao luôn á, mấy trái bơ này Ngọc không biết lựa luôn á. Nhìn trái nào tròn tròn thì cứ mua thôi hả. 5 đô là cỡ chừng khoảng 110 ngàn á các bạn. Còn gì nữa không ta? Mua hành, mua ngò, mua đồ này kia. Hành ngò thì xuống chợ Việt Nam mua được. Cải xà lách, rau ngò, quế, nói chung là này xuống để xuống chợ châu Á thì rồi mình mua mấy cái này sao. Rồi trái cây thì có cherry với táo với chuối nữa, chuối. Mua thêm nước, mua thêm trái cam nữa tại vì Ngọc muốn làm nấu crawfish nên là cứ có cam ở nhà trước đi. Rồi tính gì tính. Cam chắc mua lỗ bịch cam này đi. Cái này là phải cam hồng đúng rồi, cam nè. Đây cam mẹ ngon ngon nè. Xuống đây là crawfish sống nhiều lắm các bạn nên là phải mua cam. Ồ cái bịch chanh này rẻ nè. Cái bịch chanh này là quá trời chanh luôn mà có 4 đô. Còn cái trái chanh kia là chỉ có một trái thôi mà 79 cent vậy thôi. Mua bịch này cho nó rẻ chứ đúng không, mua bịch này cho nó rẻ, một trái này thôi là bằng nguyên một bó kia rồi. Rồi bây giờ mua chuối ép chạy ăn chuối này đi. Đó có bán sushi rồi bán cá đồ nữa các bạn. Nhưng mà thấy chợ này bán mấy cái này không có tươi. Đi vô đây mua mấy cái đồ niêm để về làm raw fish. Còn mua nước tương, nước mắm nữa. Chị trong ra có bán nước mắm không ta? Nước mắm, mày coi. Ở trong đây có bán nước tương nè. Nước tương. Cái quầy này là quầy châu Á nè các bạn nè. Có bán coconut nè. Có bán cái này nè, nước dừa, poison sauce Thái, nhưng mà không có thấy bán nước tương của mình. Cái đó chắc đi chợ Việt Nam mua quá. Nói các bạn thấy mỗi lần đi chơi không, giống như là cái gì cũng phải mới hết luôn các bạn. Để Ngọc cái quầy này chắc chưa có bán. Này là bán mấy cái dưa chua nè, dưa chuột mà muối chua rồi nè.
excuse me. Mayonnaise nè. Mayonnaise sauce đồ này kia nè. Steak. Cajun garlic. Ồ, cái này gì ta? Hú này là Cajun injector là gì ta? Mấy loại sauce chấm nè. Mấy này là mấy cái để ăn chung với lại salad đó các bạn. À đây, cái quầy này đây. Ok, cái quầy này đây. Cô này cô để nguyên chiếc xe đây luôn à. Garlic powder nè, là bột tỏi nè. Bột tỏi nè, bây giờ Ngọc làm cái đó là Ngọc phải mua bột tỏi. Rồi onion powder là bột bột hành nè. Rồi thêm peppers. Yes. Thank you very much. Thank you. Cái chị đó, chị nói cái này có chặn đứng cái sự mua sắm của bạn không? Ngọc nói cũng có một chút. Nên là chị đẩy ra cho Ngọc á. Pin sột, mua muối đi. Mua muối về để có ăn cái gì thì nêm nếm muối vô. Rồi Cajun, ok. Cái này là hình như hồi bữa Ngọc ăn cái này thì phải, là ở đây cũng có bán luôn nè. Đó các bạn, cái này là các bạn muốn ăn crawfish là các bạn mua này bỏ vô nè. Ăn bột muối, bột đường, bột ai rồi. Phải mua thêm cái tỏi này nữa mới ngon, là đi mua bơ nữa. Để kỳ này Ngọc thêm cái này thử vô có ăn ngon không. Cái này để thêm cái này vô thử ăn ngon không. Cái này là cũng có thể nấu với lại seafood nè. Đồ ăn hải sản á. Rồi bột ớt, bột tỏi, bột hành. Mua tiêu. Tiêu. Bây giờ tiêu, mua tiêu này ha. Mua tiêu này. Hay là tiêu người ta làm sẵn luôn rồi cho rồi đi. Tiêu này đi. Ok. Vậy thôi đó. Cái ok, ở trên đây có cái minced corn. Cái này nè các bạn. Hũ này nè, nhưng mà Ngọc sẽ mua cái hũ lớn, tại vì mình sẽ nấu rất là nhiều nên là mình phải mua hũ lớn. Ăn nhiều cái đó nó thơm thôi. Không có gì, đường có, đường nhà có rồi nè. À còn cái đường mà để uống cà phê thì chưa có. Chồng Ngọc á hả, cái đường uống cà phê các bạn là được cái đường khác nha. Ngọc Việt Nam á, Ngọc nói thôi uống cà phê uống cái đường nào cũng được. Anh không chịu nha, phải có cái đường mà đúng cà phê rồi mới ấy. Tại Ngọc Việt Nam. Thế mình thấy giờ mình uống cà phê thì mình cứ lấy cái đường nấu ăn rồi mình vô mình uống thôi. Nhưng mà ảnh là không phải, ảnh nói cái đường đó nấu uống vô là cà phê nó không có đúng là cái cà phê nữa. Không chịu là không á. Đi đường này. Đi đường uống cà phê với sữa uống cà phê. Mấy cái đó là chắc ở dưới bên kia. Có nước ngọt rồi này kia nè. Ngọc sẽ mua cái loại bơ mà unsalted, là bơ không có mặn, với lại một cái loại bơ mà mặn để mix chung vô với nhau. Đây nè, cái loại bơ mà mặn nè. Đó, các bạn sẽ thấy cái chữ salted là có mặn rồi, còn cái chữ unsalted đó là nó không có mặn, thấy không? Nó giống nhau vậy nè. Ồ, là mua cái hiệu này luôn. Đó, hai hiệu thì giống nhau nè. Một mặn và một không. Ngọc sẽ mua sữa chua cho chay nó ăn, để mỗi ngày đút nó một hộp sữa chua. Nên Ngọc tìm coi, các bạn thấy nè, sữa chua quá trời loại luôn, không biết mua loại nào luôn á. Nhưng mà nói chung sữa chua của Mỹ á, bạn, nói chung là nếu mà cái vị của Ngọc này nó hợp là Ngọc. Ôi, có sữa chua của, phải không? Cái này sữa chua của Paw Patrol này chắc nó uống à. Này phải sữa chua không? Không, cái này là cotton candy vậy. Để coi phải không. À đây nè, sữa chua. Sữa chua mà cái dạng này nè. Cái dạng này nè. Cái dạng này được nè. Cho mỗi ngày nó uống chai. Animal smoothie nè. Không, cái này cũng chưa phải sữa chua. Smoothie này là cũng chưa phải. Ok, Paw Patrol cái này nè. Cái này được không ta? Cái này có nhiều đường không ta? Thôi đi nữa, Ngọc mua mấy cái hũ khác đi. Đây nè, mua cái này nè. Đây. Đây là cho nó ăn cho dễ. Rồi bây giờ Ngọc sẽ mua thêm trứng ha. Ai biết nó có ăn trứng hay không. Chọn cái loại trứng này. Mua cái dĩa nhỏ thôi.
cái dĩ nhỏ thôi, nhỏ dĩ nhỏ dễ thương không. Hai dĩ này là 5 đô mua một dĩ thôi ha. Nó ăn 6 cái trứng không, nhưng mà hai cha con nó ăn trứng nhiều lắm, hai cha con nó ăn trứng nhiều lắm thì mình mua cái dĩ 10, cái này cũng 12, này cũng 12, dĩ cũng giống nhau. Rồi mua này đi, bỏ này ra. Rồi xong trứng rồi nha các bạn. Bây giờ tới tới cheese, phô mai. Đây nè, cheese này nè, white cheddar cheese. Đây nè, đây Elsa nè, Paw Patrol nè, mua cái cheese, mua cái cheese Elsa này cho nó ăn này. Rồi bây giờ tới là mua sữa để uống cà phê. Rồi mấy bạn nhớ nhắc là mua đường nha. Ok, bây giờ Ngọc sẽ mua cái loại sữa half and half này. Sữa này nè, sữa này là giống như mình uống chung với lại cà phê á các bạn. Mua chai nhỏ là được rồi, không có cần mua chai lớn, uống không có hết đâu. Phải mua một cái dĩ bacon nhỏ nhỏ, tại vì chay sẽ ăn bacon. Chay rất là thích ăn thịt xông khói cô chú. Mua một cái dĩ thịt này về để có làm ví dụ như cánh gà chiên nước mắm đồ gì để có làm á. Đây là chỗ người ta bán thịt nè các bạn. Còn có mua mua sườn không ta. Wow, cái này nguyên tảng thịt quá bự luôn. Trời, cái tảng thịt này rẻ ghê các bạn. Cái đều thịt mà thịt vai á các bạn, mà cái giá là cái này là cỡ chừng 4kg thịt vai mà giá cỡ chừng 500 ngàn là cái này rẻ nè các bạn nè. Wow, cái này là mua về mà làm cái gì mà có nướng có đồ này kia các nội chắc ăn ngon lắm đây nè. Oh wow, thấy các bạn ha. Trời ơi, cái này mà về làm món gì ngon ta. Mua làm ăn thử không. Trời ơi, nhìn cục này nhìn đã quá. Thịt đặc vai cái này là nướng lên là ướp cái gì ăn ngon cái này ta. Mấy bạn cho Ngọc cái gợi ý đi, Ngọc ra bứt cái cục này về ăn ngon nè. Mà cái này phải ăn nhiều người. Ôi trời ơi, nguyên một cái mảng gì. Cái này là sườn cù nè, cù 4 miếng nhỏ xíu nè. Ok, qua tới đây là tới thịt bò nè. Thịt bò, ok, tenderloin. Mua thịt bò này về để làm cho chay ăn nè. Nhưng mà phải mua đồ để về. Đây, bò. Rồi còn cô chú này nãy giờ ông đi mua toàn cho nó không đó chứ ai đâu. Mua hai cái miếng này cho chồng Ngọc với Ngọc đi. Hai miếng này cho chồng Ngọc với Ngọc đi. Sao cái miếng này không thấy người ta để giá? Sao miếng này để giá mà miếng này không có để giá, mà mặc dù nó chung hãng với nhau. Rồi bây giờ trời ơi các bạn coi đây nè. Cái này là biết gì không? À cái chân của con bò, cái móng của con bò. Ôi ôi, cái này mà nấu súp là ngon lắm các bạn ơi. Cái này mà để mà nấu bún bò Huế đồ này kia quá đã. Cái này bán gì đây? Ồ, cái này là kidney, có nghĩa là cái thận hả? À? Cái thận, cái cặp á, cái cặp hay cái thận gì của con nghe con bò đây. Bò. Cỡ chừng 40 ngàn, 50 ngàn cái này. Ok, ôi ôi, đuôi bò nè. Sạch ghê không? Mỹ bây giờ người ta cũng làm mấy cái này nhiều quá ha các bạn ha. Đuôi bò này mà mắc nha. Hơi mắc hơn ở bên Michigan của Ngọc. Có hai cái này mà tới 21 đô là cỡ chừng 450 ngàn á. Bên Ngọc á hả, đối với số tiền này thì mua một cái bịch bự hơn nhiều. Cỡ chợ Hàn Quốc Ngọc hay mua nên Ngọc biết. Rồi bây giờ kiếm đi mua đường nè, nói nhiều quá giờ quên hết, quên đường là thật cũng mệt rồi nè. À còn phải đi mua cà phê nữa chị, mua sữa mua đồ mới kia ở nhà thật không có cà phê sao uống. Chỗ bán cà phê đâu rồi, hay hỏi mấy cái chị trong này coi chị có bán cà phê không chị ơi. À chắc trong này quá, chắc trong này bán đường quá. Cái chợ này cũng nhỏ thôi các bạn, nên mình nhìn vòng vòng á, bao quát thì cũng hết à. À đây nè, mac and cheese, để mua cho nó mấy hũ đây, có cái gì để cho nó ăn mac and cheese. À, mua mac, lấy mac and cheese này đi. Đây nè, đây.
giống như những mac and cheese cho tụi nít ở bên Mỹ. Ngọc cảm thấy giống y như là mì gói vậy đó các bạn. Mì gói chứ là mình bất trắc đó, mình không có cái gì cho mình lấy mì gói ra làm cho tụi nó ăn vậy đó. Lấy thêm đi à, mua dư dư chứ còn đang ấy cái thiếu cái bực mình lắm á. Ngọc nghĩ cho nó thích cái loại này hơn cái loại kia quá. Loại này là loại thôi kệ nó, cho nó ăn thử coi. Cheddar flavor, không biết nó thích này. Đây nè các bạn, hình như cái đường mà Ngọc tìm á, uống cà phê á, là cái đường này nè. Nè thấy này, cái ly cà phê nè, phải không? Nha, cái đường là đường này nè. Mà đây các bạn thấy quá trời loại đường không? Đường nâu, rồi đường, cái này là đường thốt nốt hay gì nè. Cái này là giống vậy á, đúng rồi nè. Cái này là đường thốt nốt phải không? Quá trời loại đường luôn. Để Ngọc đứng Ngọc coi cho kỹ nha. Đây nè, cái này cũng đường nè, phải không? Đó, lạ không các bạn? Đường mà bỏ vô chai chút xí vậy nè, mà không có calorie trong này luôn. Cái này là cũng đường hay vậy nè. Rồi cái đường này đường gói nha, sao đường gói nhỏ. À, cái đường gói nhỏ này cũng tiện nè. Nhưng mà Ngọc không có thích uống là zero calorie, tại vì cái đường mà nếu mà zero calorie uống khó uống lắm. Có maple syrup nè, có đường nâu, đường đồ quá trời đường luôn. Đúng rồi, Ngọc nghĩ Ngọc mua cái đường đó là đúng rồi đó. Cái này là mới nè, cái này cũng đường luôn nè các bạn nè. Đường uống cà phê nè. Ok, Ngọc nghĩ Ngọc mua như vậy là cũng đầy đủ, còn thiếu gì chạy ra mua thêm, nhà gần mà. Đây là một dãy cà phê nè các bạn. Trời sao tự nhiên mất giọng. Cái này là cà phê Starbucks nè các bạn. Cà phê Starbucks mà cái này là có khoảng 32 cái ở trong này. Ngọc nghĩ là Ngọc sẽ mua thử cái này trước đó. Cái này nè. Decaf không được, không được. Decaf có nghĩa là không có caffeine ở trong đó các bạn. Cái này có không? Cái này sweet brown sugar. Cái này là bình thường nè, phải không? Cái này không có chữ để... Đúng rồi, nó không có chữ này, là cái này là được nè. Ủa, cái này người ta mua hết luôn á. Cái này chắc ngon lắm, phải mua hết đằng sau ta. Đây, một cái là 10 cái của Starbucks. Ok, rồi mua thêm một cái nào mới nữa. The New England Coffee là của New England nè. Columbia Best. Uống thử của cái này để coi sản xuất ở đâu à? Cái này sản xuất ở sao Ngọc không thấy gì vậy? New England Coffee thôi, không có thấy sản xuất ở đâu hết á. New England là của một cái tiểu bang của Mỹ phải không ta? Quá trời loại luôn, không biết loại nào, dân không có rành uống cà phê này. Nên thôi là mua đại này nha. Rồi, có cà phê, có sữa, có đường. Ok. Bây giờ chỉ thiếu mấy bạn qua nhà Ngọc ngồi chơi thôi đó. Ngồi chơi ăn uống cà phê nè. Rồi, Ngọc nghĩ như vậy là đủ rồi đó. Thôi bây giờ Ngọc sẽ đi về. Hồi nãy Ngọc có mua một cái chai nước. Cái chai nước này là để bỏ vô, để bỏ nước lạnh vô uống nè. Ai mà muốn uống nước lạnh đó, dễ cho mọi người. Nước ngọt ở nhà có rồi. Ok. Rồi, đi về thôi các bạn ơi. Như đây đồ là đủ rồi. Cái mít này chắc để thêm 2 ngày nữa, không biết nó sống mà nó chín, thôi để thêm 2-3 ngày nữa ạ. Lấy cho đã vô, quên dầu ăn. Dầu ăn với lại cái nước sốt này cho thịt bò. Kêu my friend đợi Ngọc chút. Đang tính tiền rồi đây kìa đó. Excuse me. Ôi. Đây nè mọi người, bây giờ là Ngọc đã về tới nhà rồi. Bây giờ Ngọc sẽ bỏ đồ này kia vô tủ lạnh. Cái tủ lạnh này á, là hiện tại là chưa có làm đá được. Tại vì cái hệ thống nước á, nó chưa đúng cái chỗ á, nên là Ngọc chưa có làm đá cho cái tủ lạnh này được. Vậy không thôi à. Cũng chưa có quen với tủ lạnh. Bây giờ trước tiên là Ngọc sẽ bỏ cái lộn, cái này là không có ngồi đây. Cái này vô đây nè. Rồi bơ vô. Rồi còn mua gì nữa không ta? Chanh thì phải bỏ vô tủ lạnh ha. Cái này bỏ tủ lạnh. Cam bỏ vô đây luôn. Rồi cam bỏ xuống dưới để cho nó đè gì cho đi hư hết. Đó, cái mình bỏ bên kia. Ui.
ngồi bên đây. Chừng nào ăn mới lấy ra kia rửa rồi này kia. Baby, I bought this for the cold water. Oh, that's good. Yeah. But we nguyên một nguyên cái mít nè. Hôm nay còn dùng chuối, à còn chuối với lại này nữa, chuối với lại táo nữa. Chuối bỏ lên luôn. Táo có hai trái thì cũng không có nhiều, bỏ đây luôn đi. Nhét vô. Không có ngã được à. Cái dầu ăn này, hai cái đồ niêm này á thì sẽ bỏ trên đây. Cái này là cho cà phê, bỏ ra đây, bỏ đây nè. Còn cái này á là cà phê luôn, bỏ ra đây. Uống mỗi ngày uống. Rồi bây giờ Ngọc sẽ bỏ vô tủ lạnh. Bánh pizza hôm qua ăn còn để trong tủ lạnh nè. Ngon không? Trứng với thịt nè. Vô đây đây luôn. Dĩ thịt này. Phô mai. Phô mai thì bỏ góc đây đi. Phô mai. Rồi còn cái này là thịt bò. Phô mai, chanh. Rồi hết rồi á. Ở đây đi. Rồi, ok. Cái này là Ngọc đi New York, Ngọc mua về nè các bạn nè. Tất cả những cái này là đều liên quan tới New York hết nè. Rồi, bây giờ nhanh cho buổi trưa hôm nay Ngọc sẽ làm thịt bò, nãy đi mua thịt bò về các bạn. Ướp với lại cái nước ướp mà Ngọc hay ướp nè. Ngọc thích nước ướp này lắm. Mọi người có muốn mua thử mua cái nước ướp này nè, Montreal Steak. Để chừng nửa tiếng hồn làm lên ăn là ngon rồi. Đây Ngọc sẽ làm thịt bò đây các bạn. Ngọc bỏ dầu vô rồi. Thôi lộn, phải dầu và bơ. Bỏ bơ vô. Để coi coi coi, để tay đây coi cái chảo nóng chưa. Ủa đồ nóng chưa. Bạc làm màu vậy đó các bạn. Đó làm màu vậy để cho cái tay có mùi bơ chơi vậy đó. Rồi giờ bỏ cục thịt vô. Rồi bây giờ là làm mac and cheese cho chay nè cô chú nè. Đổ nước vô đây, bỏ trong microwave trong vòng 2 phút. 2 phút xong, cái bình có cái bịch này nè đi kèm theo á. Cái mình bỏ vô. Bịch này là giống như phô mai vậy đó. Cái bắt đầu quậy đều lên, nó như vậy nè. Quậy đều lên. Nó ăn béo béo vậy đó mà nó ăn vậy đó. Để cho đỡ nóng chứ giờ nóng lắm. Đây nè các bạn, miếng thịt bò của Ngọc đây. Đây cô chú coi, coi cô chú ơi, con gái của cô chú nè. À, mới về làm mac and cheese xong. Trời ơi, có cái bàn ngồi, cái cột có tóc lên chứ. Trời ơi, cái mặt kìa. Thôi con thích vậy hả? Rồi ăn vô cho mẹ. À con chỉ vậy, mày lấy cái kẹp mày kẹp lên cho con nghe. Rồi không thích luôn hả? Thấy chưa. Rồi bây giờ ăn cho mẹ cái, đừng có mê chơi, mãi chơi. Mình chơi này mình còn chơi ở đây lâu mà. Ăn dùm coi mẹ cái đi con. Hả, 1, 2, 3. Là ta ala u ngon chưa? Ngon. Dạ ngon mẹ. Trời ơi còn đây nè, bên này là nguyên một cái hộp màu luôn nè cô chú nè. À cô cái có con, cái này là cô chú mua cho con đó. Con nói con cảm ơn cô chú đi. Cảm ơn cô chú. Lớn lớn lên. Cảm ơn cô chú. Con cảm ơn cô chú. Con cảm ơn cô chú. Làm gì nói gì ghê. Cảm ơn mình phải nói với đàng hoàng chứ nói gì mà mơ. Mà mua cái xào. Hả? Ừ, nhà đẹp, cái nhà này bữa mẹ mua con nè. Cứ nhìn lại mấy cái này nè các bạn, là Ngọc lại nhớ tới cái khoảng thời gian mà Ngọc với Chay ở Michigan lâu. Đây nè. Đây. Đây là cái dạng mà Ngọc thích nè. Không có chín 100%. Thấy không? À, như vậy là được rồi nè. Không có mềm dữ. Nhưng mà cái nước ướp ngon. Ngon thơm. Thôi kìa. Rồi. Thôi cái video clip của Ngọc xin kết thúc tại đây. Trời, cái bàn tay để gì vô thấy dài dễ sợ không.
Để gần mà để bàn tay thì thấy dài ghê không. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip này. Hy vọng là mọi người thích những cái video clip tiếp tục hành trình ở Florida của Ngọc. Like cho cái video, comment, chia sẻ cho cái video, với lại bấm nút đăng ký cho video. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả mọi người ở đây nha.